tình tinh tang tang tình tinh tang, họ không xê xê họ không liều. Sư thầy cho biết trong chùa bất bạc, nghe qua ta chắc chỉ có người trong nhà. Trước Phật mỗi người nắm một nắm thóc, ai vô tội thì thôi, còn ai lấy á thì Phật sẽ cho nắm thóc nở mầm trong tay kẻ đó ngay tức khắc. Xin thí chủ chớ có vu oan cho tôi mà mang tội, thóc của tôi đâu có nảy mầm. Những người không lấy tiền, lương tâm họ thanh thản, người ta biết chắc hạt thóc của người ta không bao giờ nảy mầm. Cứ vậy mà đi. Chỉ có ngươi có tật giật mình, sợ thóc nảy mầm, cứ lâu lâu lại hí ra giọt. Xin trụ trì tha tội, xin trụ trì tha tội. Chào chú Quý nè. Sao quan biết nó bắt con gà của con vậy quan? Phải nghe ngươi chửi nhức đầu. Nhưng mà ai không tội khi ngươi bị mất của, nên ra tay cho có. Nhưng chỉ có tên này bị chửi từ sáng tới giờ, trong lòng căm tức, có dịp á tranh thủ trả thù. Dạ con biết tội rồi. Con ở nhà coi nhà cho mẹ, mẹ đi công chuyện chút nha. Mẹ ơi, nhà hết gạo rồi, lấy gì nấu đi mẹ? Con đừng có lo, tấm vải này mà khô á, cái mẹ đem ra chợ bán, rồi mẹ mua ít gạo với ít ruốc cho con nghe. Vậy có cơm ăn rồi, mà còn có đồ ăn nữa. Ừ, bây giờ mẹ đi lấy chỉ, một lát nữa trời mưa con lấy tấm vải vô cho mẹ nghe không? Dạ. Thôi chi, nó ăn giọng hết rồi. Ủa vậy là hồi thắp nhang không cho ông nội hả mẹ? Mẹ hỏi hoài à, nín đi. Vậy sao mẹ không đem bán giải đi? Giải đâu bán? Thấy mấy bữa nay tao đi bằng cỏ mướn không? Có thời giờ rảnh mà dệt miếng nào đâu bán. Bực mình. Sáng giờ thấy thím lụa đi đâu không? Hồi nãy con nghe thím nói là đi mua cái sợi. Cái sợi gì đó? Đi mua sợi hả? Dạ. Tại sao chị lại rút giải của em? Đâu rút giải của mày đâu. Chứ cái gì phình phình ở trong bụng chị đó? Giải của tao phơi khô tao rút vô thôi. Tôi nói cho chị nghe nha, rõ ràng cái giải này là của tôi, tôi phơi ở đây. Bây giờ chị nói là của chị. Chị dệt hồi nào mà chị nói là của chị? Ủa tao dệt hồi nào mắc mới gì tao nói với mày hả? Cái hàng rào này là hàng rào chung ha. Giải tao phơi lên khô tao lấy vô, thấy của người ta là nhận đại à. Được, nếu như chị nói vậy á thì tôi với chị lên quan nói chuyện. Trước sau gì á cũng phải khai với quan thôi. Tao làm gì phải lên quan? Mày muốn lên lên nè. Tao đâu sợ gì mày đâu. Vậy thì tôi với chị lên quan. Lên lên nè. Hai người á, đợi nó đi, quan ra quan xử cho. Dạ bẩm quan. Dạ bẩm quan, hai người này á tranh giành nhau tấm giải, mong quan đèn trời soi xét, mong quan xử xem coi
ai là chủ nhân thật sự của tấm vải này, chị Thư Quan. Tấm vải sao? Dạ. Đưa ta xem. Dạ đây ạ. Nội tình thế nào? Nói ta nghe. Dạ, bẩm quan. Ngươi? Là ngươi sao? Dạ, bẩm quan. Dạo này con xui xẻo làm sao á, bị đáo tụng đình hoài à. Nhưng mà chuyện này thôi để cho nhỏ này nói trước đi. Nói trước nói sao vậy cũng vậy à. Sự thật cũng là sự thật à. Nói đi. Dạ, bẩm quan. Khúc vải đó con phơi ở bờ rào, định bữa nay đem ra chợ để đổi ít gạo với ít đồ ăn cho tụi nhỏ. Ai ngờ chị Tam ở đây á, nhận luôn là của chị. Con có nói cách nào á thì chị cũng không trả lại cho con hết đó. Dạ, quan biết chuyện của con rồi đó. Con mới vừa gặp chuyện xui xẻo, không lẽ bây giờ con đi lấy đồ của nó? Con nhỏ này mới là ăn cắp nè. Cái miếng vải đó đó là chính tay con dệt, con đem ra hàng rào con phơi. Lúc mà con ra đi chợ á, con bắt gặp nó. Nó ra nó nhìn trước nhìn sau, không thấy ai hết. Nó rút cái tấm vải của con, nó tính đem vô nhà nó. Cái con thấy, con la lên. Cái nó quê quá, nó quay lại, nó la ngược lại con. Nó nói con cắp đồ của nó. Dạ, chuyện là vậy á quan. Vậy là hai người đều cùng phơi tấm vải ở hàng rào. Dạ. Nhưng mà hàng rào nhà ai? Dạ thưa quan, đó là hàng rào chung. Dạ, hàng rào ở giữa nhưng mà con dựng. Thôi được rồi, lúc các ngươi phơi vải có ai nhìn thấy không? Mỗi ngươi tìm một người làm chứng cho ta. Dạ. Dạ thưa quan, lúc mà con phơi vải á, ở trong làng không còn ai hết, mọi người ra đồng hết rồi, vắng lắm. Dạ con này nó khôn lắm nè. Nó canh, nó biết con phơi hồi lúc sáng sớm, không có ai thức dậy, đâu ai thấy đâu, nên nó nói vậy á. Linh. Dạ. Giờ hai ngươi á, dẫn người của ta về nhà xem xét, và phải đưa ra cho được khung cưỡi, chỉ và màu nhuộm. Lúc đó những chứng cứ cho thấy chính người nào sẽ dệt ra tấm vải đó. Dạ quan. Mẹ Châu. Châu ơi. Dạ. Mẹ Châu. Dạ mẹ. Ra biểu. Một hồi nữa lính tới á, con phải nhận miếng vải đó là mẹ dệt nghe chưa? Không là mẹ bị người ta bắt tống ngục đó. Nhưng mà đó là vải của cô Lụa mà mẹ. Sao mẹ bắt con làm chứng gian? Cô Lụa tốt với mẹ vậy mà. Mẹ dặn vậy thì nghe đi. Chuyện chẳng đặng đừng thôi. Không thì lấy về của ông nội. Tại thầy của con dạy là hả? Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Đâu phải mình mất con gà rồi mình lấy lại của người ta đâu. Rồi bây giờ đứng đó dạy tôi hay sao? Bây giờ muốn tôi bị tống ngục hả? Thôi con không biết đâu. Mẹ làm gì mẹ làm đi. Trời đất ơi. Nè mẹ Châu. Trời đất ơi nè. Đất ơi, con với cái thì... Đến. Tôi nói cho bà biết, ở bên kia người ta chân đủ khung dệt, chỉ dệt, màu nhuộm. Còn bà, nếu có lấy á thì nhận đi, để quan còn niệm chuyện cũ mà xét xử nhẹ cho. Trời ơi chú Lính à, chú nói vậy khác nào chú nói tôi là đồ ăn cắp. Chú nỡ lòng nào mà chú nghĩ quan ức cho tôi vậy chú Lính? Lúc mất gà bà hung dữ, bà chửi bới lung tung lắm mà. Sao giờ như cũng bún thiêu vậy? Nếu không lấy á, bà dệt miếng vải đó từ khi nào? Có gì làm bằng chứng? Có đầy đủ luôn hả? Tình hình sao rồi? Bẩm báo ta nghe. Dạ bẩm quan, đúng là bà kia vừa cướp vừa la làng ạ. Lấy gì để ngươi nói người ta ăn cắp? Dạ bẩm, nhà của cổ có đầy đủ khung dệt, tơ màu, không thiếu thứ gì. Chính con của cổ cũng nói là mẹ của nó dệt ra. Còn ngươi, ngươi tìm thấy thứ gì? Dạ bẩm quan, như vậy thật là kỳ lạ. Con tới nhà bà ta cũng thấy khung dệt, chỉ, màu nhuộm. Con bà ta cũng nói tấm vải này chính bà ta dệt ra. Sao chị làm vậy? Chị muốn gì? Tấm vải đâu có đáng là bao đâu. Sao chị cứ nhọc công giờ dịch làm gì? Câu đó tôi hỏi cô mới đúng á.
tôi già từng tuổi này rồi, cô còn làm cho mọi người ở đây nghĩ tôi là đồ ăn cắp. Tôi đau lòng lắm cô biết không? Chị đúng là... Xét thần sắc của hai người này, cả hai đều có vẻ là người bất cấp. Chưa kể người đàn bà kia còn bị tới hai lần. Khó thiệt. Thôi được, ta có cách này. Hai người đều có lý, hai người đều có đủ vật chứng, cả hai đều có vẻ đau lòng. Thôi ta tính như vậy, tấm vải này giờ ta sẽ cắt làm đôi, mỗi người một nửa, coi như là huề, về mà lo chí thú làm ăn. Dạ. Xin đừng xé vải của con mà. Khoan,